Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện tình diễn ra ở xứ sở lá phong cho đến giờ phút này đã được 8 tháng. Vâng, nếu mà nói chính xác ra thì đã được 3 năm 8 tháng, có nghĩa là gần 4 năm các bạn nhé. Bởi vì khi mà Thuyết được nghe câu chuyện này thì là cách đây 8 tháng, cho nên là mình gọi là 8 tháng thôi. Nhưng trước đó khi mà vào thời điểm Thuyết chưa gặp Sinh Viên Hùng thì câu chuyện này đã diễn ra cách đó 3 năm rồi. Vâng, và đến khi mà Thuyết gặp Sinh Viên Hùng được chia sẻ câu chuyện này thì Thuyết nhớ đó là vào ngày mùng 9 tháng 12, mùng 8 tháng 12 ở năm 2023. Thì đến bây giờ cứ gọi cho là được 8 tháng. Và trong 8 tháng qua thì các bạn biết rằng là có rất nhiều ở những quý khán thính giả đã theo dõi trên kênh của chúng ta, và rất nhiều người đã ca ngợi bác sĩ Trần. Vâng, nhân vật bác sĩ Trần, người đến sau trong cái câu chuyện tình này, các bạn biết đó, khi mà câu chuyện của Ngân, khi mà Ngân có bầu 4 tháng thì lúc đó bác sĩ Trần mới xuất hiện. Đấy. Thì trong thời điểm mà độ khoảng nửa năm qua thì có rất rất nhiều người đã tôn sùng bác sĩ Trần khi với cái cách sống của một người đàn ông rất là ga lăng, mặc dù tuổi tác đã nhiều nhưng mà nhiều thanh niên ở trên đời này còn chạy dài, còn phải xách dép cho bác sĩ Trần. Đây là một cái câu chuyện mà theo Thuyết nghĩ rằng có rất ít những người đàn ông khác làm được như bác sĩ Trần. Các bạn thấy xem, những người đàn ông với cái độ tuổi 71, 72 tuổi thì hầu như là họ đã thành đạt ở cuộc đời này. Và ít nhiều gì thì đến cái tầm tuổi đó họ cũng có một cái số tiền nhất định. Nhưng với bác sĩ Trần thì bởi vì cái công việc của bác ấy là làm một cái nghề nghiệp kiếm được rất được nhiều tiền, cho nên bác ấy có nhiều tiền hơn. Cũng vì cái số tiền của bác có tương đối nhiều, cho nên bác cư xử với những người đàn bà con gái trong những cái câu chuyện tình này nó rất là ga lăng phóng đãng và khiến cho rất nhiều người con gái mê mẩn bác sĩ Trần. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, Thuyết đã cảm thấy rằng có tới 95%, 98, 99% nữa đã quay xe với bác sĩ Trần. Có nghĩa trước đây có 100 người yêu thương bác sĩ Trần thì bây giờ đã có 98 người, 99 người quay xe, có nghĩa quay lại không yêu thương bác sĩ Trần nữa. Tất nhiên đâu đó vẫn còn có những người rất chung tình. Và cái câu chuyện mà hôm nay các bạn được nghe đó chính là câu chuyện Thuyết muốn nói về bạn Đoàn Thị Điệp đến từ bên đất nước Mỹ. Vâng, nếu như theo cái cách nhìn của Thuyết đến hiện tại thì chỉ còn bạn Đoàn Thị Điệp và một bạn khác tên là bạn Nguyễn Minh Hằng đến từ Hải Hưng, là còn hai bạn vẫn chung tình, vẫn giữ cái lập trường, cái quan điểm của mình là vẫn tôn sùng bác sĩ Trần và vẫn cho rằng bác sĩ Trần là người tuyệt vời trên thế gian này, không phải là một người xấu xa như nhiều người đã suy nghĩ. Khi các bạn đang theo dõi video này thì các bạn có thể nhìn vào cái màn hình ảnh nhỏ hoặc là gọi là cái hình thumbnail và có cái hình ảnh của bạn Đoàn Thị Điệp, đó chính là hình ảnh thật của bạn ấy. Chiếc ảnh này cùng với 3 chiếc ảnh khác nữa của bạn Đoàn Thị Điệp đến từ đất nước Mỹ đã gửi thông qua Thuyết để chuyển tiếp cho bác sĩ Trần khi bạn Đoàn Thị Điệp có lời ngỏ lời yêu thương bác sĩ Trần. Và quan điểm của bạn đến tận ngay đến bây giờ có nghĩa rằng nếu trong cuộc đời của bạn ấy được kết hôn với bác sĩ Trần, được tựa vào đầu bác sĩ Trần, người ta gọi một câu nói như thế nào nhỉ? Được đi nốt cái quãng đời còn lại với bác sĩ Trần, thì dù có phải chết trong tay bác sĩ Trần thì bạn ấy cũng không bao giờ nuối tiếc. Có nghĩa một cái tình yêu đối với một người với bạn Đoàn Thị Điệp không bao giờ thay đổi luôn. Cho đến bây giờ 99% đã quay xe nhưng bạn Đoàn Thị Điệp vẫn ủng hộ bác sĩ Trần tới cùng. Tại sao Thuyết nói là cái hình ảnh của bạn Đoàn Thị Điệp ở ngoài hình ảnh nhỏ và hình ảnh thumbnail đó là hình ảnh chính xác của bạn ấy? Bởi vì có một số bạn nghi ngờ rằng là bạn Đoàn Thị Điệp này có thật sự phải là một người chính thức, là bạn ấy là một người phụ nữ đang sống ở bên Mỹ hay không? Hay chính những cái leak của bạn ấy là leak ảo và do bác sĩ Trần tạo ra? Thì ở đây Thuyết khẳng định với các bạn 100% bạn Đoàn Thị Điệp là người thật việc thật nhé các bạn. Cả Facebook nữa. Và Facebook của bạn Đoàn Thị Điệp nữa, tên là Diệp Đoàn. Các bạn vào bạn Diệp Đoàn và hình ảnh thumbnail đó các bạn có thể nhìn và kết bạn với bạn ấy và nói chuyện với bạn ấy nhé. Thuyết cũng nhớ trong một lá thư nào đó, bạn Đoàn Thị Điệp đã nói rằng quan điểm của chúng ta có thể bất đồng với nhau,
Và cái điều đó không gây nên cái thù oán gì hết. Và điều đó mới là điều ok. Bởi vì cũng như là một cái cuộc tranh cử tổng thống, có thể bạn đứng về phe người này ủng hộ ông Trump chẳng hạn, có người thì ủng hộ ông Biden chẳng hạn. Và hai người hai quan điểm khác nhau, không nên thù hằn nhau. Và chúng ta có thể là chiến đấu với nhau một cách song phẳng. Đây là quan điểm của bạn Đoàn Thị Điệp. Và chính cái quan điểm đó và cái lập trường của bạn Đoàn Thị Điệp thì mình cũng rất là khâm phục. Bởi vì ít người có những cái quan điểm lập trường vững vàng đến tận coi như là cuối cùng như vậy. Trong câu chuyện của bạn Đoàn Thị Điệp mình cũng ủng hộ ở trong một cái phần này. Có nghĩa đến giờ phút này có rất nhiều bạn nói rằng bác sĩ Trần là một chẳng hạn như là một người vô đạo đức, bất nhân, rồi thì có tội phạm, làm một tội phạm thế nọ thế kia, tất cả có rất nhiều những điều bình luận như vậy, và coi như mong muốn bác sĩ Trần pháp luật phải vào cuộc và để cho bác sĩ Trần vào tù. Trong cái chuyện một người có tội với một đất nước nào đó, chẳng hạn như đang ở Thái Lan hạn, mà khi mà cảnh sát vào cuộc, chính quyền vào cuộc mà xác định chính xác 100% thì người đó phải vào tù, thì Thuyết cũng ủng hộ, bởi vì luật pháp phải nghiêm minh thì mới giữ được cái một cái gọi là một cái an toàn cho những người dân, đúng không ạ? Tuy nhiên khi người đó chưa bị kết tội, chưa ra tòa, chưa bị ra tòa và họ chưa nhận tội, chưa bị kết án xử tù bao nhiêu năm, thì chúng ta phải nói rằng người đó chưa phải là tội phạm. Đấy. Khi nào người đó bị bắt rồi, người đó bị nhận tội rồi và bị vào tù kết án ví dụ 10 năm, 20 năm hoặc 5 năm, 3 năm gì đó thì mới coi là tội phạm. Còn khi họ bị bắt đang trong thời gian giam cứu thì ở đó vẫn chưa thể gọi là tội phạm được. Trên ở đây các bạn nếu mà nói rằng bác Di Trần là tội phạm thì không đúng đâu. Đây là cái điều mà bạn Đoàn Thị Điệp mới nói và mình cũng thừa nhận cái điều đó là chính xác. Khi nào người ta bị xử tù và người ta nhận tội, lúc đó chúng ta mới gọi là tội phạm được. Còn bây giờ bác ấy vẫn có một quyền công dân nhé, thậm chí còn có cái quyền công dân rất cao bởi vì bác ấy có quốc tịch Canada, thậm chí có cả quốc tịch bên Mỹ nữa. Thưa quý vị và các bạn, trong video thứ ba của ngày hôm nay, Thuyết sẽ xin chia sẻ cái lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp đến từ đất nước Mỹ. Và sau đó, Thuyết sẽ đọc một vài lời bình luận để phản bác lời của bạn Đoàn Thị Điệp, có nghĩa là sao? Ở hai phía. Một phía trong cái quan điểm của bạn Thị Điệp ủng hộ bác sĩ Trần và coi những người đứng sau lưng sinh viên Hùng và bên phía nhà bà Dung là bà Hoàng Thị Yến, đó chính là tội phạm. Đó, đây là cái cách nhìn của bạn Đoàn Thị Điệp. Còn bác sĩ Trần là người vô tội. Trong khi đó, Thuyết cũng sẽ đọc một lời vài bình luận, sẽ gọi là lấy những cái lời bình luận gọi là điểm danh thôi, một chút xíu thôi, để chứng minh là những người phản đối bạn Đoàn Thị Điệp. Thì cái đúng cái sai thì Thuyết không dám đưa ra cái lời khẳng định. Thuyết không có khẳng định ai đúng hay sai, bởi bây giờ đã có 3 năm rõ 10 đâu, đúng không ạ? Cho nên là Thuyết chỉ đọc và để cho các bạn bình luận mà thôi. Bây giờ Thuyết đọc lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp trước. Nước Mỹ ngày 2 tháng 8 năm 2024. Đến giờ phút này mà còn có rất nhiều người nhấn mạnh rằng bác sĩ Trần là kẻ chủ mưu. Đó cũng là một sự dung túng cho một kẻ nào đó hiện nay đang trốn trong bóng tối để hại bác sĩ Trần. Hãy nhớ lại nhiều cuốn video trước kia, ai là người đã từng kêu gọi ủng hộ chị Ngân đem tiền về Việt Nam để xây dựng khách sạn và sinh con trai ở Việt Nam. Em đây còn nhớ rất rõ, trước khi mẫu thân của Vũ Tiến Hùng sang Canada, chính miệng bà đã từng nói sẽ kêu gọi chị Ngân đem tiền về Việt Nam để xây dựng khách sạn. Tức là hai mẹ con của Vũ Tiến Hùng quá thừa biết được người chủ mưu đứng sau gây sự đó là ai. Hùng và mẹ của Hùng hãy tự hỏi mình, ai là người đứng phía sau hướng dẫn xây dựng khách sạn, bắt cóc con trai, rình rập nhà của Phạm Hoa, lại còn đưa ra rất nhiều tin tức khác cho Hùng. Đó chính là người chủ mưu gây ra chuyện hiện nay. Đó chính là bọn người của bà Hoàng Thị Yến. Họ rất muốn giúp gia đình Hùng để có được số tiền của chị Ngân, vì lý do hai mẹ con của Hùng không có trí tuệ để bảo tồn một số tiền lớn như vậy, luôn cả chị Ngân. Vì thời điểm đó chị Ngân đây rất thương yêu Hùng, cho nên người chủ mưu của bà Hoàng Thị Yến bỏ tâm giúp Hùng. Bọn người của bà Hoàng Thị Yến này, họ chỉ cần chị Ngân đem tiền vào nước Việt Nam để đầu tư, thì chính họ là người có công lớn với các công chức cán bộ ở Việt Nam. Đến lúc đó, người của bà Hoàng Thị Yến muốn lộng hành, làm trời làm đất, kêu mưa gọi gió gì ở Việt Nam cũng không sao.
Vì bọn người của bà Hoàng Thị Yến hiện nay chỉ cần danh tiếng để được đứng vững trên thương trường đất nước Việt Nam. Vì chồng của bà Hoàng Thị Yến mới vừa ra tù, đều họ cần nhất đó chính là tiếng nói, mà là tiếng nói có sức mạnh để đem vào lòng trí óc của các quan chức Việt Nam. Mục đích của bọn người bà Hoàng Thị Yến đó chính là mẹ con của Vũ Tiến Hùng. Nếu Hùng lấy được chị Ngân thì bọn người của bà Hoàng Thị Yến sẽ điều khiển được số tiền của chị Ngân. Vì hai mẹ con của Vũ Tiến Hùng không có trí tuệ thì họ sẽ bày vẽ kiểu gì cũng được. Cũng giống như trước kia, bà Hoàng Thị Yến muốn chị Ngân đem tiền về Việt Nam để xây dựng khách sạn. Đến tận hôm nay, bà Hoàng Thị Yến vẫn còn giữ ý định đó. Và kết luận của em bao gồm tất cả chuyện đó chính là trao đổi con trai của chị Ngân, y tá tố cáo bác sĩ Trần, Nguyễn Hoa đến gần Tám Trang và Phạm Hoa, chuyện đánh bác sĩ Trần và ông bác sĩ gia đình, bắt cóc chị Ngân, Tảo Hoa đến Thái Lan đánh chị Ngân, sau đó lại đưa tin Tảo Hoa bị bắt giữ lại ở Thái Lan. Điều đó một tay của bọn người bà Hoàng Thị Yến làm ra. Đây cũng là sự chuẩn bị của bà Hoàng Thị Yến đánh vào tâm lý của cộng đồng mạng để lợi dụng tiếng nói của cộng đồng mạng đem bác sĩ Trần vào con đường cùng. Hôm nay người của bà Hoàng Thị Yến là Vũ Tiến Hùng đem chị Ngân vào bệnh viện. Nếu thật sự trong người của chị Ngân mang chất độc hại gì đó cũng không ngoại lệ, đó là người của bà Hoàng Thị Yến làm ra. Vì trước đó chị Ngân đã bị bắt cóc, nói đúng hơn là đã được dẫn đi tham quan ngắm cảnh, và Tào Hoa có ý định mua nhà, di chuyển đến nơi khác, đó cũng là một vấn đề sắp đặt ở nơi của bà Hoàng Thị Yến. Cũng như có quý đồng mạng nói rằng Phạm Hoa lên giữ máu huyết của bào thai để xét nghiệm, đó có phải là con của bác sĩ Trần hay không? Và điều đó hiện nay vẫn là một câu hỏi, liệu Phạm Hoa có thật sự bị sảy thai hay không? Sống trên đời này, mọi người đứng nên nhìn thẳng về một phía nạn nhân, mà hãy nhìn về mặt trái của nạn nhân, ai là người đứng sau, tìm mọi cách để hãm hại họ. Trước kia chị Ngân đã từng cầu hôn với bác sĩ Trần, và hiện nay chị Ngân rất nghe lời bác sĩ Trần. Nếu bác sĩ Trần muốn tiền vài ba chục triệu của chị Ngân thì không có gì là khó khăn cả. Luôn cả giấy hôn thú, bác sĩ Trần không cần phải đánh đổi tâm lý đi lòng vòng chuyện này rồi đến chuyện khác. Nếu ngày ấy Vũ Tiến Hùng không bắt cóc con trai của chị Ngân để uy hiếp, thì chị Ngân và bác sĩ Trần đã trở thành vợ chồng trên danh nghĩa. Nếu bác sĩ Trần là người nham hiểm để chiếm đoạt tài sản của chị Ngân thì quá dễ dàng như là trở bàn tay. Nhưng bác sĩ Trần đây vẫn bước đi từng bước một theo quy tắc luật sống ở đời, làm đám cưới mới đăng ký kết hôn. Bác sĩ Trần cũng không ngại hay lo sợ cho người của bà Hoàng Thị Yến và cộng đồng mạng biết bác sĩ Trần và chị Ngân đi đâu, ở đâu. Đây cũng là một đức tính nhân phẩm tốt của bác sĩ đáng tôn vinh. Một người như bác sĩ Trần đào hoa phong nhã, được rất nhiều người phụ nữ bám theo hiến thân và duyên nợ, đứt gánh dưa đường, cũng không đồng nghĩa là bác sĩ Trần là người xấu. Và sự phẫu thuật thẩm mỹ viện của chị Ngân bị thất bại, đây cũng là một câu hỏi. Có phải chăng người của bà Hoàng Thị Yến đã làm ra? Nói cho cùng, giờ đây em chỉ biết buồn thương cho số phận của chị Ngân. Trước thì bị cộng đồng mạng chửi mắng bà già 54 tuổi xấu xí mà muốn lấy trai trẻ. Nay thì chính vì động lực đó đã đưa đẩy chị Ngân phải bỏ lại hai con nhỏ vừa tròn tháng tuổi và bức tâm thư oán trách Vũ Tiến Hùng để tìm đến cái đẹp thẩm mỹ viện, thì mọi người cộng đồng mạng lại chửi mắng chị Ngân quá kinh tởm và dùng những lời lẽ quá tục tĩu đối với chị Ngân và bác sĩ Trần chẳng khác gì động vật. Mọi người tự cho mình là người có ăn có học mà phát ngôn chẳng khác gì người không có ăn học. Những bước đi của chị Ngân hiện nay đó chính là Vũ Tiến Hùng và cộng đồng mạng đã dẫn đường chỉ lối. Vậy tại sao mọi người vẫn chưa hài lòng với chị Ngân? Lay chị Ngân ra đi đến đất nước Thái Lan, đó cũng là một phần ảnh hưởng lớn đến mẫu thân của Vũ Tiến Hùng. Tại sao phải ở nhà của chị Ngân để gây áp lực sau khi sinh con? Và trong lúc này đây, bác sĩ Trần đưa chị Ngân du hí đến miền đất nước Thái Lan thì không có lỗi gì cả. Lỗi là do tại người của bà Hoàng Thị Yến không muốn bác sĩ Trần và chị Ngân có hồi kết tốt đẹp, và Hùng không buông tha cho chị Ngân và muốn giết chết Tám Trang thêm một lần nữa.
Và sau đây em xin gửi đến bác sĩ Trần một ý kiến có thể dùng đến. Nếu luật pháp ở Thái Lan hay Canada gây khó dễ về hôn thú kết hôn, thì hãy đem chuyện Vũ Tiến Hùng bắt cóc con trai của chị Ngân để uy hiếp đình hoãn ngày cưới. Video của anh Tuyết đó chính là bằng chứng. Cũng như trước đó, em đây đã có nói không thể nào tha thứ cho bất cứ một kẻ nào đã bắt cóc trẻ em để uy hiếp tinh thần và đưa ra điều kiện trao đổi. Em rất mong anh Thuyết đọc bình luận này của em đến cộng đồng mạng để tham khảo. Em cảm ơn anh Thuyết rất nhiều và em thành tâm kính chúc gia đình anh Thuyết và tất cả mọi người một lần nữa an khang thịnh vượng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là toàn bộ nội dung lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp đến từ đất nước Mỹ. Trước hết xin thay mặt tất cả những người trong câu chuyện tình đang diễn ra xứ sở La Phong và tất cả những các bạn đang theo dõi trên kênh Định Cư Canada, xin cảm ơn bạn Đoàn Thị Điệp rất rất nhiều và xin gửi lời chúc tới sức khỏe của bạn và toàn thể gia đình nhà bạn. Vâng, trước hết thì Thuyết thấy rằng trong lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp khi mà đọc lên đã toát lên một cái sự thật. Một sự thật thì bao giờ các bạn thấy sự thật thì bao giờ nó cũng phũ phàng, đúng không ạ? Bởi vì khi mà nói ra sự thật thì cái sự thật nó không bao giờ nó đẹp đẽ như một cái màu hồng, nó không có phẳng lặng như một cái mặt nước hồ thu bao giờ cả. Cho nên là bởi vậy người ta mới có câu nói rằng thuốc đắng thì dã tật mà sự thật thì mất lòng. Rõ ràng trong cái lá thư này Thuyết thấy rằng cái sự thật của bạn Đoàn Thị Điệp đó chính là bạn suy nghĩ về cái lòng của mình như thế nào thì bạn dám nói cái điều đó lên. Có nhiều người, có rất rất nhiều người không dám nói lên sự thật. Chẳng hạn như Thuyết đọc nhiều lời bình luận nói rằng ô hôm qua đó, mấy hôm trước nữa nói rằng sinh viên Hùng tự nhiên mất tích thì đã suy đoán rằng cậu ta đã chạy sang Thái Lan, nhưng mà không dám nói lên sự thật. Có nghĩa là các bạn không dám nói sự thật, nhưng bạn Đoàn Thị Điệp thì không e ngại bất cứ điều gì mà dám nói sự thật. Ở đây một mình bạn Thuyết từng xem phim cái gì nhỉ? Cái gì một mình mà chiến đấu với cả mafia, có nghĩa là một mình bạn chiến đấu với tất cả cộng đồng mạng, có thể là hàng chục hàng trăm nghìn người ở trên cái kênh Định Cư Canada. Bạn rất là một người dũng cảm. Thuyết mong trước hết là cái video này, cái lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp này sẽ được cái người luật sư của bác sĩ Trần nghe được. Khi mà luật sư của bác sĩ Trần nghe được thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là ông ấy sẽ củng cố thêm được bằng chứng để giúp bác sĩ Trần coi như là chuyển bại thành thắng trong cái vụ này. Đó. Bởi vì nếu mà có thêm bằng chứng, đúng không ạ? Trong câu chuyện này bạn Đoàn Thị Điệp muốn nói rằng là ví dụ trong cái câu chuyện mà bạn ấy muốn rằng là cái bằng chứng ở đây là cái vụ mà sinh viên Hùng đã bắt cóc đứa con, và cái bằng chứng ở đây là cái video của anh Thuyết vẫn còn giữ lại. Thì ở đây có lẽ theo Thuyết nghĩ là chính luật sư của bác sĩ Trần cũng sẽ biết được cái điều đó. Và ở đây thì bạn Đoàn Thị Điệp cố gắng bảo vệ bác sĩ Trần. Tuy nhiên những cái lời lẽ bảo vệ của bạn thì nó không được coi như là chặt chẽ cho lắm theo Thuyết thấy. Bởi vì tất nhiên chúng ta cũng thông cảm. Bởi vì bạn Đoàn Thị Điệp không phải là một luật sư, đúng không ạ? Nếu họ là một luật sư và bạn người ta hiểu biết được tất cả những cái điều này thì họ viết một lá thư hoặc là viết một cái bản kháng cáo chẳng hạn thì nó sẽ có những cái lập luận chặt chẽ. Họ đưa ra các điều luật và nằm ở trang bao nhiêu, câu này nằm ở cái chỗ ví dụ như là nó là điều thứ bao nhiêu trong cái điều khoản nào đó, đúng không ạ? Nhưng bạn Đoàn Thị Điệp không phải là một luật sư, cho nên là bạn ấy không có những cái điều chứng minh được như vậy. Vâng, trong lá thư này có rất nhiều điều để chúng ta tranh luận. Cái điều tranh luận đầu tiên mà cái câu hỏi được đặt ra ở đây theo như Thuyết nghĩ đó chính là có phải sinh viên Hùng, có phải bà Hoàng Thị Yến chính là người mà là người đạo diễn tất cả cái câu chuyện này không? Chẳng hạn từ câu chuyện ngày xưa là Hùng bắt cóc đứa con của mình để ép Ngân không để cho bác sĩ Trần và Ngân làm một cái đám cưới ra, thì đó cũng là cái kế sách của bà Hoàng Thị Yến. Rồi thì đến cái chuyện mà ngay cả bây giờ Phạm Hoa này, rồi thì Nguyễn Hoa này, rồi thì bà Tào Hoa đến từ Trung Quốc, đến Thái Lan để làm những chuyện nọ chuyện kia đánh ghen với Ngân, có phải tất cả cũng là đều do bà Hoàng Thị Yến gây ra không? Đến mức độ bạn Đoàn Thị Điệp đưa ra cái vấn đề trong câu chuyện Phạm Hoa có thai bị sảy thai, liệu có phải sự thật hay không? Hay cũng chỉ là một cái mưu kế của bà Hoàng Thị Yến đưa ra? Ý ở đây bạn Đoàn Thị Điệp cho rằng
chính có thể Tào Hoa không à, bà Phạm Hoa không có thai gì cả. Đấy, có nghĩa là bác sĩ Trần không ăn ngủ với Phạm Hoa. Nhưng mà ở đây là bà Hoàng Thị Yến cố tình đưa ra cái câu chuyện này là Phạm Hoa có con, sau đó là bị sảy thai và sau đó đổ tội cho bác sĩ Trần là Phạm Hoa chồng vừa mới chết, trong khi đó thì vừa mới sảy thai xong bây giờ lại sảy thai tiếp tục, thì chỉ có bác sĩ Trần coi như cưỡng dâm Phạm Hoa trên là Phạm Hoa mới có thai. Thì ở đây chính câu chuyện này là do bà Hoàng Thị Yến tạo dựng ra, chứ sự thật là Phạm Hoa không có bầu, không có thai gì cả. Rõ ràng bạn Đoàn Thị Điệp nói là như vậy. Thì ở đây nói thật với bạn Đoàn Thị Điệp rằng tất cả lời của bạn cũng chỉ là một câu hỏi thôi, tức là không ai khẳng định được. Đến bây giờ thì nói thật với các bạn là bởi vì Thuyết cũng chẳng có cái gì, không biết là Phạm Hoa mà đi đi mà đến bệnh viện có giấy ra viện không, hoặc cái gì để chứng minh là đã sảy thai hay không, cái này thì Thuyết cũng không biết luôn. Và nhất là những cái chuyện đó nó thuộc về của phụ nữ, Thuyết cũng không, đúng thật là không quan tâm. Mà đúng là nếu mà bạn Đoàn Thị Điệp không nói ra thì cũng không ai nghĩ ra được những cái chuyện này thật. Bạn Điệp cho rằng tất cả những cái chuyện này là của bà Hoàng Thị Yến đạo diễn từ phía sau để coi như là, và người thực hiện chính là Sinh Viên Hùng và mọi người, và chính là để xô đẩy bác sĩ Trần vào cái con đường cùng. Vâng, ở đây thì đúng sai Thuyết không nói nhé, Thuyết chỉ bình luận theo cái cách lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp mà thôi. Ở đây có một điều mà bạn Đoàn Thị Điệp nói thì Thuyết công nhận, nó ở cái chỗ này. Bạn ấy nói rằng là trước kia Ngân đã từng cầu hôn với bác sĩ Trần và hiện nay Ngân rất nghe lời bác sĩ Trần. Và nếu mà bác sĩ Trần muốn một số tiền lớn của Ngân á, thì cứ nói với Ngân một câu. Không cần gì mà phải đưa ra những cái chiêu trò đi lừa Ngân để lấy cái số tiền mấy chục triệu đô đó. Mà bởi vì Ngân đã yêu bác sĩ Trần rồi thì coi như là bác sĩ Trần nói là ồ, đưa anh ví dụ 50 triệu đô, anh muốn kinh doanh hoặc làm vào cái việc này thì Ngân sẵn sàng đưa tiền thôi. Chứ là bác sĩ Trần không cần gì phải đi nòng vòng chuyện này đến chuyện khác. Có nghĩa là đưa ra cái chuyện bắt cóc rồi thì Tào Hoa là cũng bị nếu không chuộc tiền thì sẽ bị bắt vào tù thế nọ thế kia để lấy tiền của Ngân. Có nghĩa là bạn Điệp nói rằng là nếu bác sĩ Trần thích tiền của Ngân thì nói rằng ồ, em đưa anh mấy chục triệu đây để anh có thể đầu tư và làm ăn chuyện này chứ không cần phải đi nòng vòng như cái chuyện vừa qua. Ở đây là cách nhìn của bạn Đoàn Thị Điệp như vậy. Thuyết ở đây là công nhận cái gì? Công nhận ở đây thì với bác sĩ Trần thì Thuyết không dám khẳng định 100%, nhưng với Sinh Viên Hùng thì Ngân đã từng nói như vậy, đúng không ạ? Vào cái thời điểm mà Sinh Viên Hùng đã bỏ đi, và lúc này thì Ngân đã ra một cái kế sách tuyển chồng. Lúc đó và sau khi mà Sinh Viên Hùng mà lúc mà chưa trở về đấy, thì Ngân có nói một câu rằng chỉ cần Hùng trở về bên Ngân thôi, sống với Ngân, sống bên Ngân cuộc đời này, thì bao nhiêu tiền bạc của Ngân thì Ngân sẽ để cho Hùng đứng tên hết. Có nghĩa là Ngân không cần một đồng hào nào cả, chỉ cần làm sao Hùng sống với Ngân trọn đời mà thôi. Thì ở đây là cái tình yêu của Ngân. Và với bác sĩ Trần thì Ngân chưa từng tuyên bố như vậy, nhưng cái tính cách của Ngân thì Thuyết hiểu được rằng là một khi Ngân yêu nào đó, đã tin tưởng người đó và xác định người đó lấy làm chồng, thì tiền của Ngân cũng là tiền của người kia, và Ngân sẵn sàng coi như để cho người chồng của mình đứng tên số tiền đó. Bằng chứng là chính Ngân đã tuyên bố cái điều đó đấy. Thì ở đây bạn Điệp nói cái điều này thì Thuyết cũng công nhận. Có điều rằng là với bác sĩ Trần và với Sinh Viên Hùng thì có khác nhau hay không? Ý của Thuyết muốn nói rằng cái cách nhìn của Ngân có coi bác sĩ Trần giống Sinh Viên Hùng hay không? Ngày xưa Ngân muốn Hùng ở bên mình và đưa tiền cho Hùng, thì ngày nay Ngân có muốn bác sĩ Trần ở bên mình và đưa hết tiền cho bác sĩ Trần giống như ngày xưa mà Ngân đã nói với Sinh Viên Hùng như vậy hay không? Đây chính là cái vấn đề. Nếu thật sự là Ngân có ý nghĩ như vậy thì đúng là bác sĩ Trần không cần phải đi nòng vòng gì cả. Em đưa tiền cho anh để anh kinh doanh cái này, thì Ngân đưa hết cho tiền, đúng không ạ? Không cần gì phải nói đến chuyện bắt cóc thế nọ thế kia cả. Đúng là những cái chuyện này thì chỉ có bạn Điệp nghĩ ra. Và đúng sai thì ở đây Thuyết không tranh luận nhé, không biết là đúng hay sai. Có một điều nữa Thuyết cũng phải thừa nhận bạn Đoàn Thị Điệp nói đúng. Ở đây là bạn ấy nói rằng nếu bác sĩ Trần là người nham hiểm đó, muốn chiếm đoạt cái tài sản của Ngân thì dễ như trở bàn tay. Nhưng mà bác ấy vẫn đi từng bước, có nghĩa là bước như nào? Tức là làm theo quy tắc là đăng ký kết hôn xong thì mới coi như là mới là cưới nhau. Đó, sẽ làm cái tổ chức đám cưới. Thì rõ ràng ở đây là bác sĩ Trần đã đi đăng ký kết hôn. Nhưng mà đăng ký kết hôn chưa thành thì cái lúc đã mua vé máy bay rồi và đi Thái Lan rồi. Và ở đây là theo như Thuyết biết là Ngân cũng đã từng nói, đúng không ạ? Khi sau cái chuyến đi Thái Lan này về rồi thì mới tổ chức đám cưới. Đó, đây là một điều mà ai cũng biết. Thì rõ ràng rằng là
Nếu mà bạn Đoàn Thị Điệp cũng nói rằng nếu mà bác sĩ Trần là người nham hiểm thì không cần, tức là bác đi Thái Lan đâu cần phải thông báo, đâu cần phải để Bảo Ngân mà không có thông báo gì cho mọi người đúng không ạ? Tức là đi đâu không ai biết đấy là đâu cả. Thì mọi người làm sao mà biết Ngân đi đâu? Nhưng mà ở đây bác sĩ Trần không phải là người nham hiểm mà coi như là đi đâu cũng thông báo hết. Chính vì vậy mà bà Hoàng Thị Yến các thứ mới biết được là bây giờ là Ngân và bác sĩ Trần đang ở Thái Lan và mới đưa ra các kế sách thế lọ thế kia. Đây là cách nhìn của bạn Đoàn Thị Điệp. Ở đây thì các bạn phải biết thế này, Thuyết không bảo vệ bất cứ một ai cả. Với cả Ngân, với lại bác sĩ Trần, với Hùng, Thuyết không bảo vệ ai mà chỉ đứng về lẽ phải. Cái gì đúng thì là mình nói đúng, cái gì sai mình nói sai. Thuyết đang bình luận những trong cái lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp, và điều này không đồng nghĩa với việc là Thuyết ủng hộ 100% bạn Đoàn Thị Điệp nhé các bạn. Tức là sao? Cái gì bạn Đoàn Thị Điệp nói đúng là mình nói đúng, chứ không thể là bạn ấy nói đúng mà mình coi như là ghét bỏ và theo cái số ý kiến đông là ủng hộ, coi như là ghét bác sĩ Trần là nói rằng là bạn Đoàn Thị Điệp sai, là Thuyết không có ý như vậy. Còn nếu bạn nào nói thấy rằng bạn Đoàn Thị Điệp nói sai thì cứ đưa ra những cái phản bác. Ví dụ như Thuyết vừa bình luận đó, những cái lời đó, thì các bạn đưa ra những cái lời phản bác bạn Đoàn Thị Điệp, chứ không phải là phản bác lại Thuyết nhé. Thuyết chỉ là đây là nói lên cái suy nghĩ của bạn Đoàn Thị Điệp thôi. Cho nên là các bạn nếu phản bác thì hãy phản bác với bạn Đoàn Thị Điệp, và bạn ấy sẵn sàng một đơn thân độc mã chiến đấu với tất cả mọi người, tức là để tranh luận, những cái từ chiến đấu nó không chính xác, tức là tranh luận với tất cả cộng đồng mạng. Trong một khía cạnh khác của cái lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp, nói thật cái câu nói này của bạn Đoàn Thị Điệp cũng khiến Thuyết chạnh lòng, nhưng mà cũng chẳng sao. Bạn ấy nói rằng là mọi người tự cho mình là người có ăn học mà lại phát ngôn chẳng khác gì những người không có ăn học. Vâng, trong câu nói này thì nói thật với các bạn là ai cũng cảm thấy khi mà đã nói ra những cái lời gì gì đó với Ngân hoặc bác sĩ Trần thì cũng cảm thấy chạnh lòng đúng không ạ? Tất nhiên là không sao, khi lời nói ra rồi thì không lấy lại được. Nhưng mà Thuyết nói như này, ví dụ những cái bạn nào đó nói Ngân là cái người gì nhỉ? Đi theo trai hoặc là tấp tảnh tí tởn gì đó đúng không ạ? Thuyết cũng có nói những cái từ chẳng hạn như là ô Ngân đi làm đẹp bây giờ bị như vậy rồi, đi đóng phim ma không cần hóa trang rồi cái gì đó đúng không ạ? Hoặc là có những bạn nói rằng nước cất chẳng hạn, húp sò chẳng hạn, rồi thì cái gì là rồi thì ăn hầu chẳng hạn, nó có nhiều từ ngữ thế nọ thế kia. Nhưng tất cả những cái từ ngữ đó thì theo Thuyết nghĩ rằng là nó không phải là mang cái tính chất là xúc phạm. Ví dụ như bạn nói rằng ồ cái loại này là loại vô học, rồi loại thế nọ thế kia cái thứ thì là rõ ràng là xúc phạm. Nhưng những cái từ mà từ ngữ những cái gì kia thì là mang những cái tiếng cười, những tiếng cười cho chúng ta cho nó vui vẻ và cái câu chuyện nó bớt căng thẳng đúng không ạ? Có thể tức là họ bóng gió như vậy, những cái từ ngữ nó rất là phong phú và nó rất là hay. Có thể bạn Đoàn Thị Điệp cho rằng đó là những lời lẽ xúc phạm, nhưng với Thuyết thì nó bình thường. Ví dụ như bây giờ cả cái kênh này, cả đất nước, cả thế giới bây giờ gọi Thuyết là thằng Thuyết Hâm. Ngay cả đứa 3 tuổi gọi Thuyết gọi là Thuyết Hâm ơi, không cần phải gọi bằng bác, bằng chú, bằng anh gì cả mà nó cứ gọi Thuyết Hâm ơi. Thì Thuyết cảm thấy rất là vui, sướng, gọi là cười lăn cười lóc mà sướng lắm. Ôm nó, hôn nó, rất là thích. Đó là cái cách nhìn của mỗi người. Đó, chứ Thuyết không cho rằng đó là bị xúc phạm gì cả. Đấy, ai cũng gọi Thuyết là Thuyết Hâm mà Thuyết cũng thích mọi người gọi như vậy mà. Chứ là ở đây ví dụ cái từ người ta, một số người dùng những từ loại từ kia thì Thuyết cảm thấy nó nói thật các bạn này, khi mà bình luận, khi mà đọc những cái từ nước cất hoặc húp sò cái gì đó, nói thật các bạn là Thuyết cố gắng không cười thôi. Chứ còn thì nói thật các bạn là đọc xong rồi á, để dừng máy lại rồi á thì cười cười như là không biết là người ta gọi như là thằng điên ấy, cười nghiêng cười ngả, cười coi như là người ta gọi là cái gì nhỉ, không nhặt được mồm. Đó, cười đến mức độ như là ngày mai coi như là sợ rằng là không cười được nữa, đến mức độ như vậy. Còn lúc mà bình luận, lúc mà đọc thì cố gắng không cười thôi. Cho nên là khi mà mình được những cái điệu cười thế, cảm thấy nó trẻ trung và nó vui sướng lắm. Cho nên là ai gọi Thuyết là Thuyết Hâm, Thuyết cảm thấy sướng lắm, cười vui vẻ, còn cảm ơn người ta. Còn thì có thể theo cái cách nhìn của bạn Đoàn Thị Điệp thì đó là những người không có ăn khóa học, đó là tùy từng cách nhìn đúng không ạ? Vâng, và kết luận trong cái lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp thì Thuyết hy vọng rằng người luật sư đang bay tới từ Canada sang đến Thái Lan sẽ xem được cái video này, và họ coi như là có thể là sẽ theo cái cách, tức là gọi là một cái ý kiến của bạn Đoàn Thị Điệp đã góp ý với bác sĩ Trần, đó là lấy cái bằng chứng sinh viên Hùng đã chính bắt cóc con trai của mình để làm những chuyện nọ chuyện kia, thì luật sư hoặc bác sĩ Trần sẽ lấy cái điểm đó để lật ngược lại thế cờ, và hy vọng rằng bạn Đoàn Thị Điệp sẽ
sẽ có những cái tin vui, có nghĩa là bác sĩ Trần sẽ là người thắng cuộc. Thắng cuộc ở đây có nghĩa là bác sẽ không có tội lỗi gì cả và bác đường đường chính chính trở về Canada, ngẩng cao đầu với thiên hạ. Bây giờ để trả lời bạn Đoàn Thị Điệp thì Thuyết xin đọc một hai cái lời bình luận của một số quý khán thính giả nhé, chứ không phải là ý kiến của Thuyết. Có rất nhiều bạn coi như là hiểu lầm trong cái chuyện, ví dụ như Thuyết vừa phân tích cái lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp, đó là ý của bạn Đoàn Thị Điệp chứ không phải ý của Thuyết đâu. Cho nên bây giờ Thuyết sẽ xin phản bác lại, tức là đọc những cái lời bình của một số quý khán thính giả nói rằng là mong cho bác sĩ Trần bị đi bóc lịch, tức là ngược lại với cái lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp. Đấy. Chẳng hạn một cái lời của một bạn tên là Hà Khánh Trình, bạn ấy viết như thế này: mọi người ơi, có ai có bằng chứng thì đưa ra, như là cháu Long ở Thái Lan, hay chú Tâm Hồ ở Trung Quốc, hay là cháu Vinh và bác sĩ David James ở Canada, còn rất nhiều người khác nữa, hãy đưa ra những bằng chứng để kiện cho cái thằng dê già đi bóc lịch, cũng tại nó tự chuốc lấy hậu quả này đấy. Các cụ đã bảo sinh dữ tử lành, Ngân mới đẻ được mấy ngày mà nó hú hí với nhau, sao mà không đen chứ. Thêm nữa năm nay lại mạng thủy vùi dập nhau nữa, năm nay mạng hợp với cháu Hùng, cứ làm mạnh lên để Ngân và hai con trai của cháu. Nói về Tám Trang và cháu, đừng có nghe mẹ cháu nhé, cứ đến với nhau đi, các cháu hợp nhau đấy. Có lần bác đã hướng dẫn cách xem tay rồi, trong lòng bàn tay có ba đường đó, sinh đạo giáp ngón cái, sinh đạo nằm giữa đường tâm đạo, nằm gần các ngón tay nhé. Nếu cháu có hình vuông hay hình chữ K nằm đè trên các đường đó, cháu sẽ rất may mắn và cứu giúp được nhiều người. Ngoài ra nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố nữa mà bác không chia sẻ hết được. Chúc cháu thành công trong cuộc sống, thời cơ đã đến với cháu nhé. Vâng, bạn Hà Khánh Trình thì đang kêu gọi những người đưa ra những cái bằng chứng để cho bác sĩ Trần bóc lịch. Bóc lịch ở đây thì Thuyết đã từng nghe cái từ này rồi. Bóc lịch có nghĩa là đi tù đó, tức là ngồi một chỗ bóc lịch từng tờ một, đúng không ạ? Mỗi 15 một tờ. Ở đây là bạn kêu gọi như là anh Long lái taxi ở bên Thái Lan này, anh Tâm Hồ ở bên Trung Quốc này, hoặc là anh Vinh là có đẻ đứa con mà vợ bị chết, là đứa con là cái thằng Quang bé nhỏ đấy này, rồi ông David James bác sĩ gia đình này, hãy đưa ra các bằng chứng để cho bác sĩ Trần đi bóc lịch. Đây là cái điều mong muốn của bạn, nó hoàn toàn khác với bạn Đoàn Thị Điệp, đúng không ạ? Và ở đây thì bạn nào cũng mong mình chiến thắng, thì hy vọng rằng coi như tất cả những điều bạn kêu gọi thì những người đó sẽ đáp ứng. Trong khi đó, Thuyết xin đọc lời một lời bình luận cuối cùng của một bạn tên là Xuyến Trần 4333. Lão Trần này chỉ muốn rút tiền của Ngân hết rồi cho Ngân đi nhặt ống mơ thôi. Một con người xảo quyệt. Cảm ơn vợ chồng bà Phạ Hoàng Thị Yến và gia đình thầy giáo Tân đã vào cuộc bỏ kinh phí ra để đưa cháu Hùng và luật sư sang Thái Lan để vạch trần âm mưu bẩn thỉu của ông Trần. Gia đình anh Thuyết cố gắng khi Ngân về bảo Ngân giúp đỡ anh Vinh để có một ít kinh tế làm giấy phép để được ở bên Canada. Cùng con những hoàn cảnh như Vinh này sao lại không giúp đỡ mà để cho ông Trần rút hết hàng nghìn tỷ đồng vậy? Hả Ngân ơi, những mảnh đời đáng thương ngay cạnh mình, em giang tay rộng giúp đỡ bố con Vinh nhá. Thôi chúc cha con anh Thuyết mạnh khỏe, tất cả mọi người trong cuộc hạnh phúc bình yên và tiêu diệt những ý đồ xấu của lão Trần, để cho mọi người sống được hạnh phúc, an yên. Chào thân ái. Vâng, cảm ơn chị Xuyến Trần. Trong cái lời bình của chị thì chị nghĩ rằng là nếu mà khi mà Ngân hết tiền thì sẽ đi nhặt ống bơ. Không biết rằng là đôi khi Thuyết cảm thấy như thế này. Đó, các bạn thấy không? Những cái tiền trúng xổ số á, mà không biết giữ á, thì nó sẽ rất dễ bay đi. Là nó sẽ có thể rất nhanh chóng thôi. 1.000 người trúng xổ số trên thế gian này thì hầu như 999 người sẽ coi như không giữ được tiền. Đó. Cho nên là bạn phải đi làm từ thiện, đi giúp đỡ những người nghèo, người khổ. Trong đây thì coi như là bạn chị Xuyến Trần nói sai nhé. Nói sai một ý là bạn chị nói rằng là gia đình nhà thầy giáo Tân đã bỏ ra kinh phí để đưa Hùng đi sang bên Canada là sai nhé. Thuyết chưa bao giờ nói rằng là thầy giáo Tân bỏ ra tiền để cho sinh viên Hùng mua vé đi sang Canada thế nọ thế kia. Bây giờ ai bỏ ra tiền? Bây giờ Thuyết chưa biết. Trong chuyện này thì nói thật các bạn, luật sư của Ngân đã ra tay rồi thì coi như Hùng cả luật sư của Ngân ra đi thì cái vé máy bay chẳng hạn, như mỗi cái vé cái máy 2.500 đô thì tiền của Ngân bỏ ra chứ. Ví dụ luật sư bỏ tiền ra đúng không ạ?
để cho chuyến đi này thì coi như tất cả tiền đó là sau này Ngân phải chịu hết. Đi làm việc giúp Ngân thì Ngân phải bỏ tiền chứ. Chứ thầy giáo Tân đâu có giúp sinh viên Hùng chuyện tiền bạc đâu. Nó hoàn toàn khác, bởi vì nếu mà theo ý của bạn, theo cái ý của chị Xuyến Trần như vậy, nếu ở đây lại không mình chúng ta không nên để cho thầy giáo Tân vào cuộc. Bởi vì thầy giáo Tân cả Võ Ái Khanh đứng bên ngoài có khuyên Hùng là đi Thái Lan đâu, cũng có bỏ tiền ra để giúp Hùng đâu. Cho nên là nếu mà nói như vậy thì có thể sau này bác sĩ Trần lại tìm đến thầy giáo Tân để hỏi chuyện thì nó rất là phức tạp, đúng không ạ? Cho nên ở đây là chúng ta phải hiểu rõ ràng là thầy giáo Tân không tham gia phi vụ này đâu. Còn trong cái câu chuyện mà chị Xuyến Trần mong muốn thế loại kia là đó là ý của chị, và là chị mong rằng là chị sẽ có những cái lời phản bác, phản biện lại với bạn Đoàn Thị Điệp, bởi vì quan điểm của chị và bạn Đoàn Thị Điệp hoàn toàn khác nhau. Còn trong trường hợp của Vinh thì chị và mọi người không cần phải lo nhé, bởi vì Vinh hiện tại là bắt đầu đi làm trở lại. Và khi đi làm theo thuyết nghĩ đâu khoảng 20 hoặc một tháng gì nữa thì là Vinh có thể là sẽ có cái giấy phép lao động hợp pháp. Khi có giấy lao động hợp pháp rồi là Vinh hoàn toàn là đóng thuế được cho nhà nước. Khi đóng thuế cho nhà nước độ khoảng mấy tháng rồi thì yên tâm hoàn toàn không bao giờ lo bị bắt về Việt Nam đâu. Bởi vì một người mà đóng thuế cho nhà nước, tức là bên Canada họ rất ủng hộ cái việc anh sinh sống ở đâu ở đây thì anh cứ đóng thuế nhà nước là rất là ok. Đó là cái người ta gọi là điểm cộng, tức là người ta nhìn vào con người của bạn, có thể bạn có những lỗi lầm nhưng mà khi người ta thấy bạn đóng thuế nhà nước là người ta rất ok. Cho nên là ở đây là cái chuyện đó là Vinh có thể là sẽ trong một cái ngày gần đây sẽ có cái tất cả đầy đủ giấy tờ thôi. Còn thì cái chuyện Ngân mà giúp đỡ Vinh và về chuyện con cái của Vinh thì mình không nói, còn cái chuyện mà giấy tờ là Ngân không cần phải giúp, Vinh cũng sẽ có nhá. Ở đây nếu cảm ơn thì chúng ta phải cảm ơn Tuấn. Chính Tuấn là người coi như là giúp đỡ Vinh trong chuyện này. Tuấn và người bạn của Tuấn là trong cái công ty mà xưởng gỗ đó là giúp đỡ Vinh trong chuyện này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video thứ ba trong ngày hôm nay của Thuyết xin tạm dừng ở đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video sau.